Sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Mũ Đỏ Sông Ngư. Tiểu đoàn 7 nhảy dù tái chiếm căn cứ Động Ông Đô. Sau sự việc không quân Mỹ thả bom lầm, có nhiều điều nghi vấn vào hai đại đội làm nỗ lực chính của tiểu đoàn 5 nhảy dù đang dàn quân chuẩn bị tấn công vào cổ thành Quảng Trị. Quả bom định mệnh này đã gây thiệt hại quá nặng nề cho hai đại đội 51 của đại úy Trương Đăng Sĩ chỉ huy và đại đội 52 do trung úy Hồ Tường chỉ huy. Tiểu đoàn 5 nhảy dù gần như tan nát. Điều này đã gây nhiều tranh cãi cho đến bây giờ. Người viết ghi lại sự việc này là do lầm lẫn hay cố ý. Và cũng từ lý do này mà sư đoàn nhảy dù thay đổi vùng hoạt động chăng? Hay còn lý do nào khác nữa? Đầu tháng 8 năm 1972, theo tình hình, địch đã tăng cường hai sư đoàn chính quy vào vùng Trường Sơn, vùng cận Tây của tỉnh Quảng Trị, mục đích gây áp lực dọc theo quốc lộ 1 và đồng thời tăng cường cho mặt trận Cổ Thành mà chúng đang cố thủ. Vì thế, Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1 đã quyết định thay đổi lực lượng tấn công vào mục tiêu Cổ Thành. Theo đó, Sư đoàn Thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm mặt Đông, khu vực Duyên Hải và Cổ Thành Quảng Trị. Sư đoàn Nhảy dù chịu trách nhiệm mặt Tây, khu vực Trường Sơn, lấy thiết lộ đường rầy xe lửa làm ranh giới. Cho Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Sư đoàn Nhảy dù liền mở mặt trận tấn công quân Cộng sản Bắc Việt vào vùng núi đồi hiểm trở cận dãy Trường Sơn, nằm về hướng Tây của thị xã Quảng Trị, vào vùng phía nam sông Thạch Hãn, vùng Động Ông Đô, mục đích để khám phá và tiêu diệt những đơn vị pháo của địch, như các loại hỏa tiễn 107 ly, 122 ly, 130 ly tầm xa, mà địch đặt sâu trong dãy Trường Sơn. Cùng với hai cứ điểm quan trọng bằng mọi giá, sư đoàn nhảy dù phải lấy lại cho bằng được, đó là căn cứ Động Ông Đô và căn cứ Barbara. Căn cứ N, tức căn cứ Động Ông Đô, thật sự nằm về phía nam sông Thạch Hãn, cách quốc lộ 1 khoảng chừng 10 cây số đường chim bay. Căn cứ này nằm trên ngọn đồi trọc cao độ 275, mang địa danh có vẻ huyền bí, Động Ông Đô. Nhưng thật ra đây chỉ là dãy đồi trọc, cao, ít cây cối, chạy theo hướng Nam Bắc, về hướng Tây nối tiếp với những dãy đồi cao trùng điệp, tiếp giáp với rặng Trường Sơn. Về hướng Đông trải dài từ vùng đối Trường Phước là những dãy đồi thấp, có nhiều cây cọ tương đối rậm rạp và cao gần đến chân núi Động Ông Đô. Hướng Bắc là sông Thạch Hãn. Từ cao điểm này, ta có thể kiểm soát toàn bộ vùng phía tây thị xã Quảng Trị. Dọc theo dòng sông Thạch Hãn và cả vùng phía tây của thị trấn Ái Tử và chi khu Cam Lộ, Đông Hà. Đứng về mặt quân sự, đây là căn cứ vô cùng quan trọng mà quân đội Mỹ đã thiết lập, được bàn giao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm có một pháo đội 155 ly, để yểm trợ toàn vùng phía tây của thị xã Quảng Trị. Khi thành phố Quảng Trị bỏ ngỏ, phòng tuyến cuối cùng được thiết lập về phía nam sông Mỹ Chánh, hay căn cứ N và Barbara cũng lọt vào tay quân Cộng sản Bắc Việt. Đầu tháng 10, 1972, Lữ đoàn 2 nhảy dù bắt đầu điều động các đơn vị tái chiếm căn cứ Động Ông Đô. Tiểu đoàn 7 nhảy dù được phân chia nhiệm vụ làm nỗ lực chính tấn chiếm lại căn cứ này. Sau khi rời thôn Nhũ Lệ, tiểu đoàn 7 nhảy dù rút về hoạt động vùng Tây Nam, nhà thờ La Vang, và sau đó vung rộng về hướng Tây dãy đồi cao Trường Phước để bắt đầu cho cuộc hành quân tái chiếm lại căn cứ Động Ông Đô. Mùa này, vào sâu vùng núi rừng trùng điệp cận dãy Trường Sơn, thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa dầm dai dẳng kéo dài thật là điều hết sức bất lợi cho các đơn vị tấn công. Bầu trời mây mù bao phủ suốt ngày, làm cho việc tiếp tế tản thương và yểm trợ không quân có rất nhiều hạn chế. Vì khu vực này là đầu nguồn của dòng sông Nhung,
Mùa mưa khe suối sâu nên sự di chuyển rất ư là khó khăn chậm chạp. Tôi nghĩ mục tiêu này có lẽ là mục tiêu có rất nhiều ghi go thách thức đang chờ đón đơn vị chúng tôi. Hiện tại có hai trung đoàn địch đang phòng thủ, sẽ đặt nhiều chốt để ngăn chặn. Diễn ảnh sẽ là những trận chiến ác liệt, một sự đối đầu so tài giữa đoàn quân Mũ Đỏ với bộ đội chính quy Cộng sản Bắc Việt. Điều thiệt hại không sao tránh được, nhưng điều này không làm chùng bước đối với những người lính nhảy dù. Quân Cộng sản gồm hai trung đoàn 66 và trung đoàn 165 của sư đoàn 324 Cộng sản Bắc Việt. Trong những ngày tiểu đoàn 7 nhảy dù bám dần vào mục tiêu Động Ông Đô, theo như nhiệm vụ đã được giao phó, theo lệnh đích thân Khôi Nguyên đại đội tôi, đại đội 74, từ khu vực thôn Trường Phước vào thay thế một đại đội của tiểu đoàn 6 nhảy dù, nằm về hướng đông bắc của Động Ông Đô, và từ đây làm bàn đạp để tiến chiếm mục tiêu. Trên đường vào thay thế đại đội 62 của tiểu đoàn 6 nhảy dù, chúng tôi phải mang theo những triền đồi sim, cây thấp và phải vượt qua một ngọn đồi cát trống trải được gọi là đồi tử thần, vì qua đây các đơn vị nhảy dù thường bị địch bắn xẻ bằng loại súng phòng không 12 ly 7, 37 ly, đặt từ những dãy đồi xa về hướng Tây. Điều này đã gây rất nhiều trở ngại và thiệt hại không ít cho các đơn vị. Vì thế, chúng tôi phải di chuyển từng tổ rất là chậm chạp, và tôi ra lệnh cho các trung đội không được dừng lại trên đỉnh đồi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới di chuyển toàn bộ đại đội qua được khu vực tử thần này. Chiều ngày N, đại đội tôi thay thế toàn bộ vị trí, đại đội 62 của tiểu đoàn 6 nhảy dù. Từ vị trí này đến mục tiêu, chúng tôi phải vượt qua nhiều dãy đồi hiểm trở. Những dãy đồi nằm về hướng đông bắc Động Ông Đô là một trong những dãy đồi nguy hiểm, gây rất nhiều trở ngại cho ta, vì từ đây địch có thể theo dõi mọi hoạt động di chuyển của ta toàn vùng phía nam sông Thạch Hãn, kể cả thôn Như Lệ, thôn Tích Tường và cả phía tây đồi Trường Phước. Điều vô cùng quan trọng, muốn tấn chiếm được Động Ông Đô bằng mọi giá, chúng ta phải bứng được những chốt trên dãy đồi này. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi họp các trung đội trưởng nói rõ tình hình địch, nhiệm vụ của đại đội và những mục tiêu cần thiết phải tấn công, đồng thời ra lệnh chi tiết rõ ràng cho từng trung đội. Tôi sử dụng trung đội 3 do Chuẩn Quý Tần chỉ huy làm lực lượng chính để tấn công vào mục tiêu đầu tiên của dãy đồi này. Xin nói rõ thêm, khi tôi về trình diện đại đội, Tần là hạ sĩ quan làm thường vụ đại đội, sau này được đơn vị cho anh đi học khóa sĩ quan. Anh vừa mới tăng cường hành quân, anh đứng tuổi chững chạc và có vẻ từng trải với nghề lính tác chiến. Trong đội Chuẩn Quý Tần vượt qua khoảng triền dốc, vừa bám vào đỉnh đồi tương đối cây cối rậm rạp thì chạm địch. Hỏa lực địch khá mạnh ngay đợt khai hỏa đầu tiên, đồng thời địch pháo kích dữ dội vào hướng di chuyển của đại đội tôi. May là không chính xác, tất cả đã rơi vào triền dốc bên trái. Một vài quả rơi gần đại đội nhưng không gây thiệt hại. Tần báo cáo có một binh sĩ tử thương và một số bị thương. Tôi ra lệnh cho Tần cố bám vào vị trí đó và gọi Thiếu Quý Giang pháo binh, xin bắn phản pháo vào những điểm đã được tiên liệu. Tôi báo cáo toàn bộ tình hình địch lên tiểu đoàn. Đích thân Hồng Hà cho tôi biết sẽ có phay tờ vào vùng hiểm trở. Khi đó anh sẽ ngưng sử dụng pháo binh. Tôi gọi Chuẩn Quý Tần trên đầu máy ra lệnh rõ ràng cho anh và sau khi phi tuần oanh kích xong, đẩy con cái chiếm ngọn đồi thấp trước mặt ngay. Vừa lúc đó, thật bất ngờ ngoài dự đoán của tôi, bất thình lình một phi cơ thả bom xuất hiện, không biết từ đâu bay đến. Từ trên cao lao xuống thật thấp theo trục Nam Bắc, quả bom được thả ngay vào trục tiến quân của đại đội tôi. Giờ đây, trước mặt tôi là một cột khói đen ngòm, mịt mù bao phủ đầy bụi cát. Đội hình di chuyển của đại đội tán loạn, trong đội 3 của Chuẩn Quý Tần dạt về phía sau. Tôi vội vàng chụp ngay ống liên hợp gọi tiểu đoàn. Check fire, check fire! Ngay nhiều lần. Vì lúc đó tôi nghĩ rằng phi tuần này do tiểu đoàn điều động. Khâu Nguyên đang ở trên đầu máy. Tôi báo cáo rõ ràng sự việc bất ngờ vừa mới xảy ra.
Sự lầm lẫn này cho đến bây giờ người viết chưa tìm được câu trả lời. Có phải là sự lầm lẫn chăng? Tại sao quan sát viên phi cơ không liên lạc trực tiếp với tôi trước khi cho phây tờ oanh kích? Quả bom này đã gây không ít thiệt hại cho đại đội tôi. Chuẩn quý Tần, thiếu quý Đoái bị thương cùng với số lớn binh sĩ chết và bị thương. Một mất tích là một tân binh vừa mới bổ sung. Trung đội 3 gần như tan nát. Tôi cảm thấy quá ngỡ ngàng trước tình huống này. Thật là bom đạn không phân biệt bạn hay thù. Tôi kiểm điểm toàn bộ đại đội, tản thương. Sau một ngày quá mệt nhọc, lòng đầy nặng trĩu lo âu. Quân số đại đội càng ngày càng ít đi, nhất là sĩ quan trung đội trưởng. Tinh thần binh sĩ có vẻ dao động sau quả bom lầm lẫn này. Tôi biết rằng những mục tiêu mà đại đội tôi phải tấn công sẽ là những mục tiêu đầy khó khăn và phải trả giá bằng xương máu. Qua một ngày dài lê thê trả rời. Sáng sớm ngày hôm sau, đích thân Khôi Nguyên gọi tôi trên đầu máy. Tôi cũng trình bày những gì cần thiết cho đại đội, tình hình và địa thế trước mắt. Khôi Nguyên cũng nói rõ ý định là sẽ đổi hướng tấn công, và đồng thời lệnh cho tôi biết tôi sẽ di chuyển về hướng Nam. Ở đây tôi sẽ bắt tay với một đại đội của tiểu đoàn 2 nhảy dù, sau đó sẽ có lệnh tiếp. Tôi trả lời nhận rõ đích thân. Sau nửa ngày di chuyển, tôi cũng tìm được vị trí đóng quân của đại đội 22 tiểu đoàn 2 nhảy dù. Trời ơi, vị đại đội trưởng này chính là Thái Doãn Anh, người bạn cùng khóa với tôi. Chúng tôi chia tay mỗi thằng về mỗi tiểu đoàn sau khi mãn khóa 142 nhảy dù. Mừng quá chúng tôi hỏi nhau đủ chuyện. Nào là bạn cùng khóa, ai còn, ai mất, ai đã được thăng cấp rồi. Tôi hỏi anh tình hình hiện tại vùng này ra sao. Trông anh không khác như ngày nào, với bộ trâu quai nón đã bao nhiêu ngày không cạo. Tôi bàn giao với anh ở vị trí này, không ngờ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Sau này, nghe nói anh đã mất trong trường hợp nào tôi không rõ lắm. Từ vị trí này đến mục tiêu mà đơn vị tôi sắp sửa tấn công không xa lắm. Chỉ cần vượt qua một khoảng thông thủy là bám được chân đồi. Tôi đã cho trung đội mò mẫm đến chân đồi. Tình hình vẫn yên tĩnh. Đồi cao, dốc đứng, trống trải rất bất lợi cho việc tấn công ban ngày. Vì khi ta xuất phát địch phát hiện được ngay, địch sẽ tập trung súng cối gây cho ta rất nhiều thiệt hại. Tôi đề nghị với Khôi Nguyên xin tấn công ban đêm. Đây là chiến thuật khởi đầu trong suốt cuộc hành quân mà tiểu đoàn 7 nhảy dù tấn công tái chiếm Động Ông Đô. Khôi Nguyên đồng ý và quyết định đại đội 71 sẽ là nỗ lực tiến chiếm đồi này thay đại đội tôi. Có lẽ đích thân Khôi Nguyên nghĩ là đại đội tôi sau quả bom vừa rồi đã mệt mỏi. Chiều nay tôi sẽ đón nhận một trung đội của đại đội 71 đưa trung đội này đến chân đồi. Chuyến xuất phát, xin nói rõ đại đội 71 hiện do đại quý cho chỉ huy, cho trước kia ở tiểu đoàn 11 nhảy dù, một thời gian sau khi căn cứ Trạc Ly bị thất thủ. Căn cứ Trạc Ly chính địa danh này cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã đi vào huyền sử, mà mọi người ai ai cũng đều biết đến ông qua bài hát Người ở lại Trạc Ly. Đại quý cho được thuyên chuyển về tiểu đoàn 7 nhảy dù, mặc dù cho khóa đàn anh trước tôi. Nhưng tôi không biết về anh nhiều. Sau 12 giờ đêm, trung đội của đại đội 71 đã vượt tuyến xuất phát. Mãi đến gần sáng qua hệ thống truyền tin của tiểu đoàn, mới biết trung đội này đã bám sát vào mục tiêu. Tình hình vẫn yên lặng, có lẽ địch lơ là cảnh giác. Vào mùa này, khí hậu vùng rừng núi khá lạnh, sương mù bao phủ dày đặc trên đỉnh đồi vào buổi sáng. Điều này rất thuận lợi cho ta, với yếu tố bất ngờ, nhanh nhẹn. Đại đội 71 đã thành công chiếm trọn mục tiêu đầu tiên của đỉnh đồi và mục tiêu thứ hai qua một yên ngựa nhỏ nằm về hướng Tây. Đây là mục tiêu đầu tiên mà tiểu đoàn 7 nhảy dù đã tấn công trong chuỗi mục tiêu đầy khó khăn kế tiếp. Những ngày kế, đại đội tôi cập theo bờ phía bắc của sông Nhung, lần theo hướng Tây Nam để tiếp tục bám dần vào mục tiêu. Vào mùa này, những cơn mưa dầm dai dẳng, có khi kéo dài hơn cả tuần lễ không nhìn thấy ánh mặt trời. Quần áo dày vỡ ướt đẫm suốt ngày. Thời tiết thực sự quá khắc nghiệt, không riêng gì đối với người lính, mà còn cho cả người dân Huế và Quảng Trị.
họ phải gánh chịu hàng năm. Binh sĩ vô cùng vất vả, chân của họ bắt đầu nở ra sưng phù, nhiều người phải bỏ giày đi chân đất. Hình ảnh này thật vỡ khóc vỡ cười, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Có lẽ sự hy sinh và sự chịu đựng của người lính nhảy dù quả thật quá to tát vĩ đại. Tôi nghĩ không có từ ngữ nào đủ để diễn tả hết. Trong cùng một tâm trạng này, có lẽ tôi là cấp chỉ huy gần gũi, nên thông cảm và hiểu họ hơn ai hết. Những khe suối sâu từ dãy Trường Sơn đổ về đầu nguồn sông Nhung làm cho sự di chuyển rất khó khăn. Vùng này đồi thấp tương đối cây cối và lau sậy rậm rạp, nên chúng tôi tránh được sự quan sát của địch. Qua một tuần lễ, đại đội tôi đã bám được dãy đồi cặp bờ Tây sông Nhung để chuẩn bị cho những ngày kế tiếp. Tôi đề nghị với Khôi Nguyên cho một trung đội bung rộng về hướng Nam để thử xem tình hình, đồng thời bảo vệ được sườn phía Nam khi chúng ta tấn công vào mục tiêu chính. Trung đội này bị địch phát giác và bị pháo kích dữ dội, nhưng không chính xác, chỉ có 3 binh sĩ bị thương. Những dàn hỏa tiễn 122 ly, 130 ly tầm xa và sơn pháo, cũng như súng cối địch thường đặt về hướng Tây sâu trong dãy Trường Sơn, hoặc dọc theo chân dãy núi Đồng Ông Đô. Xin nói rõ thêm, loại hỏa tiễn 122 ly, 107 ly phóng đi từ những dàn phóng tập trung. Khi dàn phóng khai hỏa, tiếng kêu xé gió, hớp hồn, vì thấy ta có thể nhận ngay được hướng bắn dễ dàng, nhưng có điều thường không chính xác. Tôi ra lệnh cho Trung Quý Dũng, trung đội trưởng tiếp tục bám vào vị trí đó, và cho con cái đào hầm hố phòng thủ. Nhưng vài ngày sau, Dũng cũng bị thương và được di tản. Hiện tại, quân số là điều làm cho tôi lo ngại nhất. Đại đội hầu như không còn sĩ quan trung đội trưởng nữa. Giờ đây, khi tôi hồi tưởng để ghi lại những dòng chữ này, thật sự trong lòng tôi, những người lính hạ sĩ quan thật xứng đáng được vinh danh và ghi công họ. Lúc đầu, tôi có chút lo lắng, nhưng vì lòng tin đã làm thay đổi ý nghĩa của tôi. Không phải một đơn vị đạt được chiến thắng trong mọi mặt trận là có được dàn hạ sĩ quan giỏi hay sao. Mặc dù về lĩnh vực địa hình họ có phần hạn chế, nhưng chính họ là người tiếp cận với quân thù, gần gũi với binh sĩ. Vì thế theo tôi họ có rất nhiều kinh nghiệm xứng đáng để cho ta tin tưởng. Họ chính là thành phần nòng cốt của trung đội, của đại đội. Tôi còn nhớ đến vị tướng tài ba của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng làm cho cục rờ có bọn Cộng sản Bắc Việt run sợ bằng những cuộc hành quân vượt biên thần tốc. Ông thường nhắc nhở với những sĩ quan chỉ huy ở cấp trung đội, đại đội, nên quan tâm đến hàng hạ sĩ quan, vì chính họ là thành phần nòng cốt của đơn vị. Nằm ém quân ở đây được vài ngày, đại đội tôi được tăng cường một số tân binh và 2 vị sĩ quan, một trung úy và một chuẩn úy. Qua tiếp xúc, tôi mới biết Trung Quý Quảng cùng khóa với tôi, hình như anh vào ở giai đoạn 2 của khóa. Anh từ lực lượng lôi hổ chuyển về nhảy dù, được bổ sung về đại đội tôi. Tạm thời tôi để anh theo tôi không giữ chức vụ nào. Trung Quý Vinh vừa mới ra trường vì thế để chú anh làm quen với đại đội, tôi tạm thời để anh giữ chức vụ trung đội trưởng trung đội 4. Mặc dù Vinh mới ra trường, nhưng trông anh khỏe, rắn chắc, điềm đạm, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi. Tôi nghĩ bụng là trong tương lai, anh sẽ là cấp chỉ huy giỏi. Nhưng sau 30 tháng 4 năm 75, tôi không rõ về anh. Để bắt đầu tấn công vào mục tiêu chính, đích thân Khôi Nguyên đến tận tuyến đầu của đại đội tôi. Khôi Nguyên cho tôi biết tình hình, ý định và mục tiêu cần thiết phải tấn chiếm trước. Theo đích thân Khôi Nguyên, đại đội 71 sẽ tiến chiếm ngọn đồi phía Bắc, mục tiêu A. Đại đội tôi tấn công vào ngọn đồi phía Nam, mục tiêu B. Đây là 2 mục tiêu cùng cao độ và cùng một dãy đồi trải dài theo hướng Bắc Nam. Cũng là 2 mục tiêu cuối cùng trước khi đến căn cứ N, tức Động Ông Đô. 2 mục tiêu này là 2 đỉnh cao, vì từ đây chúng tôi có thể quan sát toàn bộ căn cứ Động Ông Đô. Cũng là điểm xuất phát tốt cho đơn vị. Từ vị trí đóng quân của tôi đến mục tiêu B là một triền dốc thoi thoải chạy dài về hướng Tây khoảng gần 2 cây số. Cây cối tương đối thấp,
Hai bên sườn có rất nhiều loại cây dương sĩ không cao lắm, nhưng rất khó di chuyển. Dãy núi cao hơn bên kia bờ phía Tây, đó là mục tiêu động ông Đô. Tôi họp với các trung đội trưởng, đưa họ lên đỉnh đồi tìm vị trí an toàn có thể nhìn thấy rõ mục tiêu. Tôi chỉ rõ mục tiêu, nói rõ ý định và ra lệnh chi tiết cho từng trung đội. Riêng trung đội 1 hiện tại do trung sĩ Nhất Dũng chỉ huy. Tôi hướng dẫn chi tiết rõ ràng ngoài địa thế để cho anh nắm được, vì tôi quyết định sử dụng trung đội anh làm nỗ lực chính tấn công vào mục tiêu đêm nay. Tôi còn nhớ khi tôi về trình diện đại đội, Dũng mang cấp bậc hạ sĩ lại mang máy, hiệu thính viên, cho tôi một thời gian. Vì thế tôi biết anh rất nhiều nên phần nào an tâm hơn. Giờ rê 11 giờ 30 đêm, ngày N cộng. Đại đội tôi bắt đầu vượt tuyến xuất phát. Tôi báo cáo mọi diễn biến rất rõ ràng lên tiểu đoàn. Đêm nay bầu trời trong, không mưa. Dưới ánh sáng lờ mờ của màn sương mù dày đặc, khí hậu khá lạnh. Đoàn quân yên lặng di chuyển, chỉ còn nghe tiếng khua nhẹ của bước chân trên cành lá khô. Người lính mang máy tiểu đoàn báo cho tôi biết, đại đội 71 cũng đã vượt tuyến xuất phát. Từ giờ phút này tất cả đều yên lặng, vô tuyến. Sau gần một tiếng đồng hồ di chuyển, tôi bảo hạ sĩ Hoa mang máy đại đội gọi trung đội 1 dừng lại chờ tôi. Tôi lên gặp Dũng, điều chỉnh lại hướng di chuyển. Trong những lần tấn công đêm, tôi thường phải đi sát với trung đội trưởng của trung đội đi đầu để hướng dẫn và điều chỉnh hướng đi. Vì thế đại đội phải dừng lại nhiều lần, nên sự di chuyển có phần chậm chạp. Tôi nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng. Tình hình vẫn yên tĩnh. Đại đội đã bám gần đến mục tiêu. Bên ngoài trời vẫn lạnh, sương mù đã làm cho chiếc áo jacket mà tôi mặc thấm ướt. Nhưng sau lòng tôi cảm thấy nôn nóng bồng chồn. Đại đội dừng lại, tôi lên gặp Dũng lần nữa. Chỉ rõ mục tiêu để anh nhận diện rõ ràng. Qua hệ thống liên lạc của tiểu đoàn, tôi được biết đại đội 71 đã bám sát mục tiêu và sau đó đã chiếm trọn mục tiêu mà không chạm địch. Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ sau, đại đội tôi đã bám sát gần mục tiêu. Dũng báo cho tôi biết là mục tiêu có địch. Tôi liền gặp Dũng, ra lệnh anh cho toán khinh binh bò sát mục tiêu, sử dụng lựu đạn để tấn công. Dũng điều động toán khinh binh bò lên mục tiêu. Gần 15 phút trong hồi hộp căng thẳng, tiếng lựu đạn nổ liên tục. Khoảng 10 phút sau, toán khinh binh đã nhanh nhẹn chiếm trọn mục tiêu. Địch bung bỏ chạy, chỉ để lại một số quân dụng. Tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là chốt quan sát hay báo động thôi. Nhìn qua khoảng thung lũng tương đối khá rộng, giờ đây trước mặt tôi sừng sững một dãy đồi cao chạy dài theo hướng Bắc Nam. Đỉnh cao tận cùng nằm về phía Bắc là căn cứ động ông Đô, chính là mục tiêu mà tiểu đoàn tôi phải tấn chiếm. Tôi báo cáo toàn bộ sự việc lên tiểu đoàn. Để được an toàn, tôi gọi trung sĩ Liệt trung đội trưởng trung đội 2, đẩy trung đội bung rộng dọc theo triền đồi thoai thoải chạy về hướng Nam. Vừa băng qua triền dốc, trung đội chạm địch. Cùng lúc đó địch bắt đầu pháo kích vào vị trí của đại đội. Vì thế tôi gọi sĩ quan tiền sát xin bắn phản pháo vào những mục tiêu mà tôi nghi ngờ địch đặt súng cối nằm về hướng Tây dọc theo chân núi động ông Đô. Và đồng thời bắn vào mục tiêu mà trung đội 2 báo cáo địch đã tập trung bên sườn đồi nằm về hướng Nam. Những tràng bắn hiệu quả khá chính xác, địch đã chém về. Riêng vị trí đại đội, cường độ pháo kích của địch càng tăng. Đây là vị trí trước kia địch đã chiếm giữ, nên sự điều chỉnh có phần chính xác. Tôi liền báo cáo tình trạng hiện tại của đại đội lên tiểu đoàn để xin pháo binh tăng cường phản pháo. Trước tình trạng khẩn cấp đầy nguy hiểm này, nhất là hiện tại hầm hố của các trung đội chưa đủ an toàn, thật sự đã làm cho tôi vô cùng lo ngại. Trong tình trạng quá đột ngột như thế này, có lẽ tôi chưa tìm ra được một giải pháp nào tương đối đáp ứng ngay cho thỏa đáng, đành phải uống thuốc gồng. Sau nhiều đợt điều chỉnh phản pháo có hiệu quả, địch đã bắt đầu ngưng pháo kích. Đại đội bị thiệt hại tương đối nặng, một số tử thương và bị thương. Tôi quá sững sờ trước thiệt hại này. Có phải đây là quyết định sai lầm của tôi chăng? Hay là những quyết định của tôi không kịp thời đúng lúc đã đưa đến hậu quả này?
Tôi biết hậu quả sai lầm của cấp chỉ huy thường phải trả giá bằng xương máu của đồng đội thuộc cấp của mình, nên lòng tôi rơi rớt vô cùng. Tôi báo cáo lên tiểu đoàn tình hình hiện tại, để tiểu đoàn nắm được và đề nghị với Khôi Nguyên để lại một trung đội ở tọa độ này. Đồng thời tôi cũng cho tiểu đoàn biết để đón nhận toán tạng thương của đại đội sáng sớm ngày mai. Bóng chiều xuống dần, sương mù bắt đầu bao phủ làm mờ dần dãy núi Động Ông Đô và hình ảnh đỉnh căn cứ En. Khi lạnh vùng rừng núi bắt đầu lan rộng thấm lạnh vào chiếc áo jacket chứa đầy bụi cát, đọng cứng mồ hôi, tạo thành những đốm trắng loang lổ mà gần tháng nay nó luôn ở trên mình tôi. Ngồi co ro trên chiếc mũ sắt được kê đứng trong căn hầm chật chội, được đào vội vã vào sáng hôm nay, trong lòng nặng trĩu lo âu. Mặc dù tôi đã dặn dò và hướng dẫn cẩn thận cho hạ sĩ Giàu, trưởng tổ khinh binh, phá con đường về tiểu đoàn để áp tải toán tản thương sáng sớm ngày mai. Đúng 3 giờ sáng, toán tản thương bắt đầu di chuyển. Sau một đêm, một ngày đầy thử thách căng thẳng, cơ thể trả rời mệt mỏi, tôi muốn tìm quên trong giấc ngủ, nhưng cái lạnh càng lúc càng đè nặng qua chiếc áo jacket, làm tôi không tài nào chợp mắt được. Gần sáng, tiếng hồng hà vang trên đầu máy. Không ngờ tôi nghe đích thân, tôi trả lời. Khôi Nguyên lệnh chú anh sẽ để lại một trung đội, còn toàn bộ đại đội sẽ qua thay thế đại đội 71 ở mục tiêu A. Tôi trả lời. Song ngư tôi nhận rõ đích thân. Tôi gọi trung sĩ Liệt lên để dặn dò phòng thủ khi ở lại. Khi tôi về trình diện đại đội, Liệt chỉ là binh nhất. Qua nhiều trận chiến anh đã dày dặn trong kinh nghiệm, cho nên tôi phần nào an tâm hơn. Để tránh địch quan sát, tôi ra lệnh cho đại đội tôi phải rời vị trí trước khi trời sáng. Chiều nay, đại đội tôi đã thay thế hoàn toàn vị trí của đại đội 71. Đây là đỉnh cao của ngọn đồi trọc, hầu như không có cây cối, nhưng từ đây nhìn về dãy núi Động Ông Đô có vẻ gần và rõ ràng hơn. Giờ đây thật sự tôi mới có thời giờ để quan sát rõ ràng mục tiêu. Nhìn từ đây qua một khoảng thung lũng khá rộng, hoàn toàn trống trải, Động Ông Đô hiện rõ ràng dưới tầm mắt tôi. Đây chỉ là dãy đồi trọc cao, ít cây cối. Đỉnh cao nằm tận cùng về hướng Bắc Tây Bắc. Đó là căn cứ em, cao độ 275, sườn mặt nam nối liền với một sườn đồi thoi thoải phình rộng, bằng phẳng trải dài về hướng nam gần một cây số, để rồi chấm dứt bằng một ngọn núi sừng sững thẳng đứng đầy thử thách khiêu gợi. Trong một tuần lễ nằm đây chờ đợi, quan sát những điểm nghi ngờ, địch vẫn tiếp tục pháo kích chúng tôi bằng loại hỏa tiễn 122 ly, 107 ly và 130 ly tầm xa, mà chúng đặt sâu trong rặng Trường Sơn. Thường những tràng đạn nổ ngắn tầm, trải rộng trên khoảng thung lũng. Điều này phần nào làm tôi an tâm hơn vì không chính xác. Hàng ngày, đại đội phải tụt sâu xuống chân đồi để tránh pháo kích và sinh hoạt nấu nướng, chỉ để lại một tổ quan sát, chiều lại phải mò lên. Suốt tuần nay trời mưa dầm, có hôm khi lên đến đỉnh rồi, quần áo thấm ướt, liều bạc không có. Tôi đành phải chui vào căn hầm nhỏ, kê nón sắt ngồi co ro chịu trận cho đến sáng. Nhiều lúc quá mệt mỏi, chợp mắt hồi nào không biết, khi giật mình thức dậy thì nước mưa đã ngập đến mắt cá chân. Trước tình cảnh này, thật sự chúng ta mới cảm nhận một điều, người lính họ chịu đựng gian khổ gấp trăm lần chúng ta, cũng như sự hy sinh của họ gấp ngàn lần chúng ta nghĩ. Hình ảnh có lẽ trong đời tôi không bao giờ có thể quên được, đó là hình ảnh của người lính đang còng lưng, quậy túi ba lô đầy ắp thực phẩm tiếp tế về cho trung đội. Họ mang theo con đường thông thủy lầy lội ngập nước, với đôi chân trần lở loét rớm máu vì nước mưa lâu ngày đã ăn sâu vào da thịt. Nhưng họ vẫn vui vẻ chịu đựng nỗi đau đớn mà không kêu lên một lời than vãn. Họ đã chấp nhận hy sinh tất cả những gì họ đã có, bản thân họ và ngay đến cái chết. Họ không nghĩ là họ đang làm một điều gì cao cả, vượt qua bản thân của họ, đó là tổ quốc. Họ đã vượt lên tất cả những thứ tầm thường, đó là sự ích kỷ và lòng ham muốn.
của những kẻ lợi dụng chức quyền, tổ chức những cuộc nhảy đầm thâu đêm suốt sáng, thật đáng phỉ nhổ và khinh bỉ. Trong những ngày chờ đợi ở đây, đại đội tiếp nhận một số tân binh và sĩ quan cũ mới để chuẩn bị cho cuộc tấn công đầy thử thách sinh tử này. Tôi quyết định chọn chuẩn úy X. Anh vừa mới ra trường được tiểu đoàn phân chia về đại đội tôi làm trung đội trưởng trung đội 1. Thành thật xin lỗi vị chuẩn úy này. Tôi cố gắng moi sâu vào ký ức nhưng không tài nào nhớ tên anh được. Nếu anh có đọc được những trang hồi ký này, thành thật cho tôi xin lỗi. Chuẩn úy Vinh làm trung đội trưởng trung đội 2. Thiếu úy có vừa mới tăng cường làm trung đội trưởng trung đội 3. Có, đã qua Mỹ rồi, nhưng lưu lạc tiểu bang nào không thấy xuất hiện. Tôi cũng nói rõ mục tiêu tương lai cho các vị trung đội trưởng nhận diện, để họ chuẩn bị. Riêng trung úy Quảng tôi chưa cho anh một nhiệm vụ nào cả. Để bắt đầu tấn công vào mục tiêu chính, đích thân Khôi Nguyên họp các vị đại đội trưởng tại vị trí đóng quân của tôi, để dễ dàng nhận diện mục tiêu. Tiểu đoàn sẽ đặt bộ chỉ huy nhà ở tọa độ này trong suốt thời gian tiểu đoàn tấn chiếm căn cứ em. Chọn tên mục tiêu để dễ dàng cho việc điều động đích thân Khôi Nguyên và đích thân Hồng Hà đồng ý chọn mục tiêu căn cứ em là mục tiêu Alpha. Sườn phía nam chỗ phình rộng ra là mục tiêu Delta. Còn lại mục tiêu cuối cùng là ngọn đồi sừng sững đầy khiêu gợi. Có lẽ mọi người cùng mang một tâm trạng như nhau, nên đã đồng ý chọn mục tiêu này một cái tên thật là hấp dẫn, đồi Thẩm Thúy Hằng, mục tiêu Vũ Thẩm Thúy Hằng. Đây là sự thật người viết không tự vỉa. Nếu quý vị không tin hãy hỏi đích thân Hồng Hà, Võ Trọng Em sẽ rõ. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.